Hi, welcome back to my channel Starskirigo Forest Mother. See you in here. Cánh cửa ở đây thì đóng rồi. Một mình phải đi ở ngoài. Và đầu tiên thì các bạn sẽ phải tìm một chiếc máy ảnh camera. Ok, và tự nhiên thứ hai, let's go. Khảo điều. Yeah. You are arriving still. Oh my gosh, wow, wow, wow. Boom. Thank you.
tiếp tục là gì đây? Tiếp tục các bạn sẽ sang phần 3 tựa game này. Ok. Rồi, và tiếp tục tựa game thứ 3. Xin in your view. Let's go. Rồi, ngôi nhà đầu tiên. Các bạn sẽ phải tìm tất cả 3 ngôi nhà này. Mỗi ngôi nhà sẽ có một câu hỏi. Trả lời đúng các câu hỏi thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này. Face. Bắt đầu mình sẽ đi tìm ngôi nhà tiếp theo. Xin hiểu tôi đang ở đây. Và mình sẽ phải cho ông ta đi đằng kia. Khi ông ta hiện, các bạn sẽ phi chiếc máy bay này và ông ta sẽ đè tới chiếc máy bay. Kia. Đây là điểm cuối cùng. Khi các bạn trả lời đủ 3 câu hỏi, các bạn sẽ về đích ở đây. Khi đó thì các bạn sẽ lại tiếp tục làm tiếp phần 2 của tựa game này. Và phần 2 tựa game này thì cũng giống như phần 1 thôi. Đó là các bạn cũng ở ngôi nhà vừa rồi và đi đến trong khu vườn này. Nhưng khác nhau ở cái đó chính là những câu hỏi sẽ ra khác nhau và không giống nhau nữa. Mỗi một phần thì sẽ là một những câu hỏi khác nhau. Đường này thì mới vào được ngôi nhà kia. Nó cũng đúng không? Bởi vì đây như là một mê cung. Dù các bạn có đi đến gần nhưng cũng không thể nào vào được bên trong. Các bạn phải đi đúng đường thì mới vào được. Lại là ông ta. Cũng là một sự xuất hiện khá là nhanh. Đó như thế và các bạn sẽ đi tìm những con đường để vào những ngôi nhà, sau đó thì trả lời những câu hỏi và hoàn thành phần 1 tựa game này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 4. Let's go. Queens of Mars.
Queen the Hammers. Queen K and Equip from home. Rồi các bạn sẽ phải tìm chiếc chìa khóa để mở ngôi nhà này. Oh my god. Oh my god. Wow 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 wow. You are the eye. Ok, vào tự kiếm thứ 5. Level 6 đi. Level 7. Level 8. Level 9. Level 10. Để level cuối cùng để các bạn hoàn thành được tựa cái này và thoát khỏi ngôi nhà này. Thoát khỏi sự bám đuổi của Sinh Hương. Và tựa game thứ 6, let's go, Forest City Hill Monster. Map bắt đầu khá là rộng nha. Và mình đang đi trên đường này. Có thể đến sẽ đến ngôi nhà này. Trong ngôi nhà đó có
sẽ có món đồ. Mình sẽ được đi xem như thế nào. Đi sang nào. Oh my god. Xem ngôi nhà này có gì không? Gì luôn. Vậy thì tiếp tục các bạn sẽ lại đi ngôi nhà tiếp theo. Đi thẳng. Thẳng lối này là sẽ tới một ngôi nhà. Phải đi qua con núi này à? Đi vòng đi. Một con núi khá là to. Nhà báo gần đây. Đó, cứ như thế các bạn sẽ đi xung quanh trong map bản đồ này và tìm những ngôi nhà, tìm những món đồ. Sau đó thì sẽ tiêu diệt Shinhi và thoát khỏi nơi đây. Ông ta sẽ gần ở đây, xung quanh đây các bạn nhé. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới gần tiếp theo. Shinhi SCP 67S9. Đọc play. Trên tay mình đang cầm một bình xăng. Các bạn sẽ lại quay về chiếc xe ô tô đổ đầy xăng. Và sau đó nhiệm vụ tiếp theo từ cái này đó là các bạn sẽ nhặt một cái lốp xe và sửa chữa xe ra này. Và sau đó thì sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa, cũng như các bạn sẽ phải chụp những bức hình của xe hiệu. Tìm những bức hình trong này. Nhiệm vụ tương đương này thì đang ở đây, nhưng mà không hiểu sao nhiệm vụ này lại đè chồng nhiệm vụ kia, cho nên các bạn không thể nào đọc được nha. Và tiếp tục thẳng tiến về chiếc xe của mình. Oh my god, ông ta đang ở đây.
sẽ được đi vòng vòng. Oh my god. Chúng ta bắt được rồi. Và tựa game cuối cùng. Oh my god. Chúng ta bắt khá là nhanh. Mình chưa kịp bắn ông ta. Ở đây khi các bạn có chích, có khẩu súng thì các bạn, khi ông ta đến gần các bạn sẽ bắn ông ta. Thì lúc đó ông ta sẽ ngất trong một khoảng thời gian trong bao nhiêu giây. Và lúc đó thì các bạn sẽ tiếp tục đi và tìm kiếm món đồ còn lại. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.